Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Nay tiếp tục cuộc hành trình thì mình sẽ đi tham quan và khám phá chợ Cù Lao Tân Thịnh Đông nha mọi người. Thì chợ thì mở ngay ngày thứ bảy, chỉ duy nhất một ngày thứ bảy hàng tuần thôi nha. Thì bắt đầu mở phiên chợ thì từ 2 giờ chiều tới khoảng 7 hoặc 8 giờ tối nha. Thì hiện tại mình đang di chuyển dần dần vào phiên chợ nè mọi người. Chợ thì có bán rất là nhiều loại bánh và đồ ăn vặt nữa. Đó, trên đường họ vô thì đây nè. Ở đây thì có một cái dịch vụ ăn uống đồng sông quê nè mọi người. Đó. Rồi mình sẽ tiếp tục dần dần di chuyển vào phía trong chợ luôn nha. Thì du khách giờ mình thấy rất là đông. Đó. Đầu tiên vào thì có gian hàng nè, cô bé nước mát nha mọi người, nước mát với bánh. Cái bên này thì có cô thu nè, chú chiên, hột gà nướng. Tiếp tới thì có bắp nướng nè, tiếp tới thì có bắp nướng năm cường. Đây còn bên này thì cô Tư nè, bán dừa, bánh bột rán nè, bánh bột rán Hoàng Yến. Xích tới nữa thì có nhà hàng bánh dân gian cô Ba nè, có làm bánh đúc khá là ngon rồi. Nó phía bên này thì có bán chuối nhãn, trái cây nè mọi người. Đây thì có nhà hàng chuối các loại nè, cô Mẫu. Đây thì có cành na đập mọi người, cành na đập khá là ngon nha. Ở bên này thì có bánh đậu xanh cô Út nè, đậu xanh trái cây làm trái cây khá là đẹp luôn nha. Bánh làm bằng trái cây nè, rất là đẹp nha mọi người, nhìn rất là bắt mắt, nhìn khá là ngon. Đó, mình sẽ dần dần tiến hành di chuyển sâu vào trong nữa mọi người. Còn ở đây thì có chè bưởi hạt sen nữa mọi người. Chè bưởi hạt sen có gian hàng Thùy Trang nha. Ở đây thì mình thấy có đủ loại nước uống và bánh nhân gian nhiều lắm nha, có đủ loại hết mọi người. Ở này bánh bò nè, bánh bò anh Bèo Cẩm Tú. Đây, bên này thì có gian hàng nè, bánh tráng cuộn, bánh tráng cuộn, bánh cống. Đây nè mọi người, đây có cái bảng để thứ bảy hàng tuần nè. Chợ thì cấm xe hai bánh và xe bốn bánh luôn nha mọi người. Thứ bảy hàng tuần từ 14 giờ đến 22 giờ tối nè. Giờ hiện tại mình đi tầm khoảng 4 giờ ngoài nha mọi người, du khách rất là đông nha.
Ở đây thì có cháo vịt nè. Ồ, bán đắt này nè, đắt lắm nha mọi người, có ăn thì hết tranh thủ nha mọi người. Ở đây người ta bán rất là đắt nè. Giờ đây còn đây là mấy anh em đi đâu rồi, mấy anh em hôm nay đi. Nó còn bên đây là có cái nhà mát để cho du khách người ta ngồi nghỉ ăn bánh xèo tại đây luôn. Gian hàng bánh xèo thì xích tới đây nè. Đó, còn đây là gian hàng bánh xèo mọi người. Bánh xèo 10 thanh 25 cành một cái nha. Ủa, bánh xèo khá là ngon nhưng rất là nhiều luôn mọi người. Bánh xèo đổ nhưng rất là nhiều luôn nè. Hai cái bánh được rồi đó. Không có nhắm chậm lửa nhiều. Nhìn thấy ngon và hấp dẫn lắm nha mọi người. Đó, còn đây mình sẽ tiến hành sâu vào trong. Đây thì có nhà mát để du khách ngồi ăn nghỉ ngơi. Bên đây thì bánh đúc, bắp, bánh gói bằng lá chuối nha. Đây, ở đây du khách người ta đang ngồi ăn bún rồi, ngồi ăn bún nghỉ ngơi. Bên đây thì có bán nước. Đây, có nước sâm lạnh rồi nha đam rồi nè. Hôm nay là quầy bún riêu, bún riêu nước mát Minh Thư. À, còn xích tới này thì là trà mãng cầu, trà mãng cầu Ngọc Hăng. Bên này thì có tá me rồi mưa, tá me bánh tráng trộn. Như vậy hôm nay là bánh canh cua nhưng mà hôm nay hình như là không có bán nha mọi người. Tới đây thì có bán đây, còn ở đây là bánh tráng nướng nè. Bánh tráng nướng tới đây thì chả trái cây nè mọi người, rất là hấp dẫn thì thấy ngon lắm nha. Đây thì có vịt lộn gan me. Cái này là gì, là trứng chiên à? Đó, đó là vịt lộn gan me, rất là nhiều món ăn luôn. Còn bên này là chuối nướng nè, chuối nướng. Đó, bên này có cơm dẹp rồi nữa. Đó, vị khách ngồi ăn rất là đông luôn nha. Đó, còn bên đây bánh tầm bì. Tầm bì. Ở đây thì có làm những cái nón dù rất là đẹp nha mọi người. Những lá của truyền thống Việt Nam. Ở bên đây thì có, bên đây có trứng cút nướng nè, trứng cút nướng, dẹm nướng, mỡ hành. Rồi. Cái này bán sao vậy anh? 4 con 10 ngàn anh ơi. Mấy con? Lấy 4 con giùm em nha. Ở đây thì có dẹm nướng, mỡ hành, nhìn hấp dẫn và thấy rất là ngon luôn nha. Bên này thì có cháo. Dẹm nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành có đậu phộng rất là hấp dẫn luôn nha. Người ta chan nước mắm vô cho mình sẵn rồi. Lấy miếng hành giấy đẩy vô con. Đẩy nó xíu hành giấy à, để gì hả? Rồi lấy tâm nè, lấy tâm nè. Bên này thì có trứng cút nướng. Đây bên này trứng cút nướng. Khá là hấp dẫn luôn nè.
Đó, mình thì có nhà mát để du khách là ngồi nghỉ ngơi. Ở đây thì có đá bào Cúc Tâm nè mọi người, đã tới ngay cái gốc luôn rồi nha. Còn phía bên này có Sương Sa Cô Hiền, món ăn rất là nhiều, khá là hấp dẫn nha. Đó, còn đây là phía nhà hàng. Ở đây thì có được cái người ta làm cái sàn để ra ngồi phía ngoài đó đây ăn uống mọi người, ăn uống ngắm cảnh nghỉ ngơi khá là đẹp mọi người. Còn ở đây thì có bán trái cây nè, nhãn xoài đây, nhãn rồi mặn rồi chuối. Ở đây cũng có bán rau sống nè, rau các loại Mỹ Châu nè. Đó, nhìn rau rất là tươi rất là ngon nha. Đây, ở đây thì có tàu hũ nước đậu đen thanh phí. Bánh gì rất là ngon, khá là hấp dẫn nè. Đây có bánh này, bánh đúc bột lọc nè, Nicola 15 k một phần nha. Đó, phía dưới đó thì người ta có làm cái sàn ở chỗ bờ kè. Còn ở đây thì có ếch nướng, ếch nướng đây, chuột ếch nướng Hoàng Tú rồi, khá là hấp dẫn rồi. Còn bên này là quầy kem lam, kem lam. Còn ở đây thì có gỏi đu đủ, gỏi đu đủ nè, bạc khía, lỗ tai heo, tép xong, gỏi bắp chuối, một phần 20 cành nha. Ở đây thì có ở đây thì có quầy đổ bánh phọt nha. Kìa chị đi chung với hai chồng Linh kìa. Hai chồng ơi, có thằng đại nè, mà thằng đại nó lên sao ủa chị đi với ai hả? À, còn bên đây thì có xiên que thịt nướng nè, còn mua bên đó cái đồ luộc vậy đó, không hết đâu không. Một cây bao nhiêu vậy? Lớn quá. Hả? Một cây nè. Lấy hai cây đi chị. Xiên que ở đây thì giá bình dân là chú canh gì vậy? Ba lù quê lóc con. Xiên que ở đây cũng giá bình dân nè mọi người. Chị có con Linh đi, hai chồng Linh. Yeah. Đây là xiên que. Chào mọi người, đây là xiên que nằm 10k một cây nha mọi người. Đây còn đây là ở ngoài cái người ta làm cái sàn ở ngoài bờ kè cặp mấy sông nè mọi người. Ngồi ở đây nghỉ ngơi thì khá là mát và thoải mái lắm nha. Ở đây thì người ta có làm cái sàn để cho du khách ngồi ăn uống nghỉ ngơi. Khá là đẹp và mát lắm nha. Mọi người có thể ghé ở đây ăn uống nghỉ ngơi để ngồi ở đây gần mấy sông để ngắm cảnh thì cũng rất là thoải mái nè. Trời ơi gan. Rồi hiện tại mình đã di chuyển trở lại và di chuyển ra hướng ngoài cái cồn mấy sông nha mọi người.
Giờ hiện tại mình đang di chuyển ra ngoài nhà mát mà để đi khách nghỉ ngơi nè, ở đó có đường giao lưu đường ca tài tử nè, giao lưu âm nhạc rồi nha mọi người. Ở đây thì làm cây cầu và có những cây lọt mà ngày xưa hay đặt tép nè, tép đồng đồ ở dưới miền Tây nè, có nôm. Người ta ở đây thiết kế thì để những cái bóng đèn ở trong những cái nôm và cái lợp bắt đồ này kia rất là đẹp nha. Tối thì ở đây người ta sẽ lên đèn và trong những cái nôm cái lợp này khá là đẹp mọi người. Giờ hiện tại hôm nay tiến hành ra ngoài cái nhà mát thì ở đây mình có thấy mấy em học sinh tập trung giống như là để đón trung thu vậy mọi người, trường có tổ chức ở đây hay sao. Giờ mình sẽ di chuyển qua bên đó tham quan rồi sẵn tìm hiểu nha. Có thấy mấy em học sinh rất là đông vui nè. Ở đây thì người ta có đi ghé qua luôn nha, đi ghé tại ngoài chỗ cái ở đây giống như là ngoài cái ngọn ở ngoài những cái cồn nha, gần mấy sông nè. Ở đây thì có nhà mát rồi mấy em học sinh nè. Còn phía ngoài này là chỗ người ta giao lưu đơn ca tài tử nè mọi người. Có cái người ta làm giống như cái bè vậy đó. Mình sẽ tiến hành di chuyển lên đây tham quan toàn cảnh của cái hồ ở trong cái cột nữa mọi người. Đây người ta có làm cái hồ này. Đây thì có người ta làm có cái bông sen rất là đẹp nha. Còn phía bên này là phía bên nhà mát để cho du khách ngồi nghỉ ngơi ăn uống nè. Đây còn đây là xung quanh ở dưới chỗ cái bè mình đứng đây mà giao lưu đơn ca tài tử nè mọi người. Còn phía trên này thì trường đang tổ chức cho mấy em học sinh giao lưu nha, giao lưu hoạt động các trò chơi rồi nè. Bạn nào là cho xuống dưới đổi bạn đó lên. Nha. Hôm nay mình đi ngay trường có tổ chức thì khá là vui nè. Chưa. Mấy em học sinh rồi, thì nha, rất là đông nha. Đây là con thỏ, ăn cỏ, uống nước, đi vô hàng. Con thỏ, ăn cỏ, uống nước, đi vô hàng. Con thỏ. Rồi mình sẽ di chuyển dặn lên mọi người. Vô mấy em học sinh chơi rất là vui nè. Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành di chuyển vô mọi người. Dạ, hiện tại mình đang di chuyển dần vô nè. Phía bên này là cặp vách với mấy sông luôn, người ta có làm mấy cái hàng rào để chặn lại nè, sợ du khách đi xuống mấy sông chơi rồi nguy hiểm. Ở đây người ta có làm mấy cái ốc dù nè, rất là đẹp luôn nha. Hiện tại đã lên đèn rồi.
quay ngắn thôi, em đắt em quay nữa bắn mới được. Giờ mình sẽ tiến hành di chuyển vào nhà mát để tham quan nha. Thấy nhà mát giờ du khách rất là đông. Còn bên đây là phía cây cầu lúc nãy mình đi ra nè. Quá đẹp nha mọi người. Đó, còn bên này là khu nhà mát để du khách ngồi nghỉ ngơi ăn uống nè. Là phía bên nhà mát nè. Còn phía bên này là phía bên chỗ gian hàng để người ta bán nè mọi người. Ở đây thì có mấy anh công an để giữ an ninh trật tự cho chợ nha. Thì có mấy anh công an giữ an ninh thì chợ cũng khá là an toàn nha mọi người. Nó này phía bên gian hàng chợ nè. Còn hiện tại mình đang đứng bên phía nhà mát nè, chỗ đi du khách ngồi nghỉ ngơi ăn uống nha. Quá đẹp nha mọi người. Nè hello, chào này ca, chào mọi người nè. Rồi hello, xin chào mọi người nha. Đang tới nhà mát bắt đầu kiếm gì ăn rồi, mọi người ơi đói rồi. Ở đây thì có bánh tầm nè, có hồng vịt lộn găng me luôn nha. Ăn được được ăn đi con. Hiện giờ là cảnh buổi chiều á, chợ quê Cồn Tân Thịnh Đông nè mọi người. Giờ này bầu trời sắp sửa xuống núi này, khá là đẹp luôn nha mọi người. Còn đây là toàn cảnh ở cái hồ ở trong cái trên Cồn Tân Thịnh Đông luôn. Còn người ta đắp đây để dành nuôi cá để cho du khách người ta ngắm nè. Đây còn đây là toàn cảnh cái nhà mát vào buổi chiều, du khách còn rất là nhiều nha. Đó, đây là du khách còn rất là nhiều nha. Giờ hiện tại thì mấy em học sinh đang di chuyển ra đi về nha mọi người. Cảnh khá là đẹp luôn nè, một buổi chiều ở Cồn Tân Thịnh Đông nè, rất là nhiều em học sinh luôn nha. Nói giờ mấy em học sinh đã ra về rất là đông vui nha mọi người. Thì đi ngày thứ bảy hôm nay thì trường có tổ chức cho mấy em vô để chơi trò chơi và thể thao nha. Đó, giờ cũng đã tan ra về chiều nha mọi người. Hôm nay giờ này người ta đang lên đèn hết rồi nha. Đó, giờ này là người ta sắp sửa lên đèn hết rồi nè. Giờ mấy em nhỏ xuống tắm luôn rồi nè mọi người. Rồi hiện tại thì bắt đầu trời cũng đã tối rồi, ở chợ đã lên đèn rồi nha mọi người. Du khách thì giờ bắt đầu cũng đã khưa dần rồi. Còn ở đây là toàn cảnh mà ở khu chợ nè, đường đi ra chỗ nhà mát nghỉ ngơi nè mọi người. Đó, đây là toàn cảnh bên khu nhà mát. Mình sẽ gọi tham quan vòng một vòng nữa thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây luôn nha mọi người. Đó, còn bên này nè, giờ đã lên đèn thì cũng rất là đẹp nha. Rồi
thì mình sẽ tạm dừng video tại đây nha. Mình chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Thank you.